Thưa các bạn, bây giờ mình tiếp theo tập thứ 3 của Xưa nay chinh chiến mấy ai về của tác giả Tân An Đoàn Văn Tịnh. Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369, người niên trưởng đơn độc. Cuối năm 1967, chúng tôi được phân phối về tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến đang nghỉ quân tại quận Giáo Đức, Mỹ Tho. Sau chiến thắng lớn bên bờ kinh Rạch Ruộng, chúng tôi hân hạnh được trình diện người tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, đại quý Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi trình diện xong, anh vui vẻ mời chúng tôi dùng bữa cơm đạm bạc với vài chai bia. Vừa ăn uống vừa nói chuyện, anh tự giới thiệu anh xuất thân khóa 16 võ bị. Chúng tôi nhìn nhau và hiểu thầm, anh là người đại niên trưởng của mình. Anh dặn dò những điều cần thiết ở ngoài chiến trận, phong cách của sĩ quan đối với binh sĩ, đối với cấp trên với lời lẽ đơn giản, với dáng mặt luôn sẵn sàng vui vẻ, mà chúng tôi sau này mới hiểu ra rằng nó giản dị như đời sống của anh. Anh đã sống với thuộc cấp một cách chân tình, vô cùng lì lợm trong chiến trận, ý thức trách nhiệm cao của cấp chỉ huy đối với đơn vị và thuộc cấp. Ngày trở về hậu cứ năm đó, trong lễ khao quân của tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, tôi được anh cho phép qua sự giới thiệu của niên trưởng Đỗ Hữu Tùng cùng với một người bạn chuẩn úy tên Trần Thanh Tùng, chỉ dẫn cho sĩ quan trong đơn vị khiêu vũ với một văn thư khá ngộ nghĩnh. Các sĩ quan phải học nhảy để mở buổi khiêu vũ trong dịp lễ khao quân. Ai vắng mặt một buổi sẽ nhận 3 ngày khinh cấm, 2 buổi là 3 ngày trọng cấm. Nhưng Trương Anh không học. Tôi hỏi anh vui vẻ cười. Hè, chú mày yên tâm, ông anh xì lô thì 2 chai, bolero thì 3 chai, còn các điệu khác thì 5 chai trở lên. Thấy đó, nghiêm trang khi cần, vui vẻ và dễ thương không cùng, có thể nói rằng, trong hàng sĩ quan thủy quân lục chiến, anh là người chỉ huy được hầu hết thuộc cấp thương mến, kính trọng, và anh cũng là người thuộc cấp được cấp trên tin tưởng và tôn trọng. Trong những năm tháng trên chiến trường Quảng Trị, anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, là người tiểu đoàn trưởng đã để lại cho mọi người những ấn tượng hào hùng kính nể. Một điều nữa làm cho chúng tôi và bạn bè thương mến, vinh dự hơn về anh, suốt đời binh nghiệp chỉ biết ăn tiêu bằng đồng lương của chính mình, bởi vậy mà anh vẫn còn độc thân khi đi vào miền tận cùng của đời người. Tôi không tìm hiểu nhiều về người niên trưởng có đời sống đơn độc này, vì chỉ chừng đó thôi tôi cũng đã kính trọng, thương mến và ngưỡng mộ anh không cùng. Trong những phút ngắn ngủi còn lại sau cùng trên bãi biển non nước Đà Nẵng, tôi đã gọi Trung tá Đỗ Hữu Tùng. Thái Dương, đây Tân An. Nhà Tân An Tốc, tới đâu rồi? Trình đại bàng, chúng tôi tới được bên này sông Hàn. Tốc, anh có gặp một tiểu đội của Hà Nội đón ở đó không? Hà Nội, danh xưng của thiếu tá Hộp. Không. Tôi nghe tiếng nói của anh Tùng trong ống liên hộp và chiếc loa nhỏ gắn trên máy PRC-25 không được rõ ràng, lẫn lộn với một loại âm thanh thật quen thuộc, hình như tiếng cánh quạt của trực thăng hay tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu. Thái Dương đang ở đâu, trên máy bay hay trên tàu thủy? Sao ta ngang lại hỏi vậy? Vì tôi nghe tiếng quạt đập gió hay tiếng quằn quặp của sóng. Không tàu cũng chẳng máy bay, đó là tiếng sóng vỗ bên bờ biển. Tôi nghe tiếng la lớn của Trung tá Phúc. Cho Tân An ngay tần số của Hộp và Hộp có bổn phận đón tiểu đoàn chính. Ok, ok, Tân An đây Thái Dương, hãy ghi xuống tần số này và liên lạc với Hà Nội để Hà Nội thu xếp đón tiểu đoàn chính lên tàu. Đáp nhận đại bằng năm. Chúc may mắn. Bỗng tôi nghe trong máy một tiếng nổ rất lớn cắt ngang tiếng nói của anh Tùng và chấm dứt cuộc đối thoại. Chấm dứt tất cả. Niên trưởng không còn gì hết, chẳng còn ai đón đơn vị em được nữa đâu. Cảm ơn các niên trưởng đã lo lắng, xin cầu nguyện các anh luôn an vui nơi chốn hư vô. Kể từ giờ phút đó, chúng tôi đã mất hẳn liên lạc với niên trưởng Tùng và niên trưởng Phúc. Tiếng nổ định mệnh giữa trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975. Đã bao nhiêu năm tháng qua rồi, cũng đã bao lần vật đổi sao dời. Nhưng bên tai tôi hình như vẫn còn nghe cái âm thanh khủng khiếp của tiếng nổ ngày đó. Tôi thầm nhủ, những người đàn anh mình đã giả từ cuộc sống vì tiếng nổ oan nghiệt này có phải không? Tôi cố tìm, cố biết, nên mỗi khi có dịp về tham dự các đại hội thủy quân lục chiến, tôi thường lần mò tìm kiếm tin tức qua những người quen bạn bè. Thiếu úy Trương Phước Dĩnh, tháng 4 năm 2004, gia đình tôi di chuyển về sinh sống ở Atlanta, Georgia. Khí hậu ở đây ấm áp hơn, tiện việc đưa đón con đi học.
Vì ở trên Maryland lạnh quá, bất ngờ tôi gặp lại người thuộc cấp rất thân thiện, anh tên Trương Phước Dĩnh. Anh là trung đội trưởng truyền tin của tiểu đoàn 9 ngày xưa. Ngày 27 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn đang đóng quân ở quận Đại Lộc. Anh đã xin phép về thăm gia đình vợ con ở Hội An, Quảng Nam. Lúc 12 giờ khuya 28 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn được lệnh di chuyển. Trong cảnh loạn lạc của ngày 29 tháng 3 năm 75, anh không thể trở lại nơi đóng quân ở Đại Lộc, nguy hiểm, nên anh tìm đường thẳng tới bãi biển Non Nước nơi bộ tư lệnh thủy quân lục chiến đang tạm đóng quân. Dĩnh cho biết khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3, thấy Niên trưởng Tùng và Niên trưởng Phúc đứng nói chuyện với Niên trưởng Trần Văn Hộp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Người bạn cùng khóa 22 Kiều Công Cự, thời gian đó anh là trưởng ban 3 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Dĩnh cho tôi biết anh Cự cũng có mặt sáng hôm đó trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại. Tôi hỏi, Cự ơi, Cự còn nhớ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75 ở bãi biển Non Nước không? À, nhớ rõ lắm, Tân An muốn hỏi gì? Tân An muốn biết Niên trưởng Tùng và Niên trưởng Phúc có mặt ở đó lúc mấy giờ và họ đã làm gì và sau đó đi đâu? À, hồi đó Tân An cũng biết cô Tô đang giữ chức vụ trưởng ban 3 của tiểu đoàn 2, nên luôn theo sát tiểu đoàn trưởng Trần Văn Hộp. Chừng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75, chiếc xe Jeep dừng lại, Niên trưởng Tùng vẫn ngồi trên xe. Còn Niên trưởng Phúc đi lại gần chúng tôi đứng cạnh nhìn ra con tàu ngoài khơi và hỏi anh Hộp, sao chưa lên tàu? Chúng tôi đang đợi tàu vào đón. Niên trưởng Phúc cười bảo, ê, nó đớt vào, nó sợ bị bắn. Thằng nào biết lội cứ lội ra, thằng nào không biết lội thì đi kiếm ghe, kiếm thúng. Còn tao và Tùng không biết bơi thì đi tìm con đường khác, làm việc đi. Anh trở lại trên xe Jeep cùng với anh Tùng quay xe chạy lên đường. Sau đó anh Hộp cho lệnh tự động mọi người kiếm cách ra tàu. Niên trưởng Trần Ngọc Toàn xuất thân khóa 16 võ bị Đà Lạt, là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 thủy quân lục chiến, người đã đem hai đại đội thủy quân lục chiến đổ xuống bãi biển Non Nước có nhiệm vụ đóng quân bảo vệ cho bộ tư lệnh sư đoàn. Anh hiện diện và chứng kiến hầu hết mọi sự việc xảy ra vào buổi sáng hôm đó trên bãi biển Non Nước. Anh cho biết anh Tùng và anh Phúc có mặt ở bãi biển vào lúc 9-10 giờ sáng. Sau khi Phúc dặn dò Hộp những gì đó anh không rõ, các anh lên xe Jeep đi. Còn anh Toàn cùng với những người lính của mình dùng thùng đạn trống và phao lội ra tàu. Khi anh được vớt lên tàu lúc đó là 11 giờ, khoảng gần 1 giờ trưa, một chiếc thúng lớn. Người dân ở đây dùng thúng thay thế cho thuyền nhỏ. Tấp vào tàu, trên đó có 4 người lính, một người tên Đực, tài xế tâm phúc của Niên trưởng Phúc. Đực được Niên trưởng Phúc đem theo từ ngày anh còn chức vụ đại đội trưởng. Lên tàu được kể cho Niên trưởng Toàn và mọi người nghe. Lúc đó hơn 10 giờ, Trung tá Tùng bảo tôi lái xe đưa hai ông thầy vào phi trường, liên lạc với một người thiếu tá không quân và hai ông lên trực thăng. Tôi xin theo ông thầy nhưng có lẽ đông người nên ông thầy bảo tôi trở về Non Nước tìm đường lội ra tàu. Niên trưởng Toàn nói tiếp, còn một người nữa, anh tên Trần Văn Tỷ, đại quý pháo đội trưởng thủy quân lục chiến, cũng đã có mặt ở phi trường xin lên trực thăng nhưng cũng bị từ chối. Sau tháng 4 năm 1975, Niên trưởng Trần Ngọc Toàn tập trung cải tạo, thời gian đưa ra bắt, anh ở trại 3 thuộc Liên trại 3 Hoàng Liên Sơn. Những ngày tháng đó cuộc sống quá kham khổ, chỉ mong sau 5 tháng vơi mau để được về với gia đình, có một ngày được nghỉ tại trại. Anh em chuyện trò về thủy quân lục chiến, một thiếu tá không quân, anh không nhớ tên kể. Các bạn không thể tưởng tượng ra được buổi trưa kinh hoàng của ngày 29 tháng 3 năm 75 diễn ra trước cửa phi trường Đà Nẵng. Chừng 12 giờ trưa, thiên hạ hàng ngàn người chen lấn xô đẩy nhau cố vào bên trong phi trường để tìm đường lên máy bay. Thậm chí người ta đập đổ hàng rào phi trường, mặc cho mìn nổ vẫn cứ đập lên xác người mà đi, tiếng la tiếng hét vang trời lẫn trong bụi vàng mù mịt. Tôi thấy quá nguy hiểm nên rút lui ra ngoài. Chạy được một đoạn đường, tôi nghe tiếng nổ lớn, thật lớn trên cao. Tôi nhìn lên một chiếc trực thăng có lẽ trúng đạn rớt xuống rất nặng này. Có hai sĩ quan trung tá thủy quân lục chiến tử thương. Niên trưởng Toàn hỏi, làm sao anh biết là trung tá thủy quân lục chiến? Họ có mang lon phụ đề và mặc áo quần thủy quân lục chiến. Niên trưởng Toàn nói, ngày đó có quá nhiều âu lo nên anh cũng không hỏi kỹ càng hơn. Niên trưởng Tô Văn Cấp khóa 19 võ bị Đà Lạt, anh là thiếu tá trưởng phòng trung tâm hành quân của bộ tư lệnh sư đoàn.
trong email cách đây mấy ngày, niên trưởng tâm sự ngắn gọn. 10 giờ sáng hôm đó anh cũng có mặt ở bộ tư lệnh và cũng đã chuyện trò với các niên trưởng Phúc Tùng và Hộp. Sau khi chia tay nhau với các niên trưởng, anh nói, suýt chút nữa anh cũng chết đuối khi lội ra tàu. Bao nhiêu nhân chứng thân cận gần gũi với các anh còn may mắn hiện diện hôm nay với những câu chuyện kể của họ phù hợp với thời gian và sự kiện xảy ra ngày 29 tháng 3 năm 1975 đã cho em biết chính xác các niên trưởng đã đi đâu về đâu trong ngày tháng đó. Sau gần 5 năm sống đời lưu lạc trên xứ người, năm 1999, tôi đưa vợ và đứa con trai duy nhất đầu lòng trở lại Việt Nam để thăm mẹ và các em. Mẹ giờ đây già lắm, đôi mắt mẹ tôi mờ dần, mẹ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen khi có người đứng ngay trước mặt mẹ, nhưng không hiểu sao tấm lòng bao la của mẹ hình như có thể thay cho phần giác quan đã mất. Khi các em đưa vợ chồng chúng tôi vừa về trước cửa nhà, lúc đó chừng 12 giờ đêm, cô em út tên Tiểu Phương nói nhỏ với chúng tôi, mẹ không nhìn thấy gì hết. Chúng tôi đứng một hàng dài trong phòng khách và Tiểu Phương lên tiếng, mẹ ơi, con đưa anh chị về đây rồi. Mẹ tôi đứng lên như một người mạnh khỏe bình thường đi thẳng đến bên tôi. Mẹ ôm chầm và hôn lên trán con với những giọt nước mắt vui mừng trong giây phút thật ngắn ngủi đó. Con vô cùng hạnh phúc như những ngày thơ ấu, mẹ ơi. Năm đó, 1977, mẹ từ Nam khăn gói lên đường một mình tìm về trung tâm tôi đang tù tội tại trại 2 Kỳ Sơn, Quảng Nam. Ngày đó trại tù bắt chúng tôi phải gửi thư về liên lạc với gia đình, họ lấy lý do để gia đình yên tâm và đi thăm nuôi. Trại tự chuyển thư, tôi không muốn gia đình biết mình đang ở tù nơi đây, mất công tốn kém đi thăm. Có vô số vấn đề khổ nhọc cho gia đình, nhất là đang ở tận trong Nam, nên cứ im lặng với ý định còn sống được thì về, còn chết coi như xong. Độc thân cũng dễ thôi, nhưng trại không bằng lòng. Cuối cùng thư đi và mẹ nung nóng đi thăm trăm đường xa xôi khổ ải. Mẹ ôm tôi và nước mắt chảy dài, tôi lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ và an ủi. Không sao đâu mẹ ơi, rồi đôi ba năm nữa con cũng sẽ về thôi. Mẹ nói nhỏ bên tai tôi, con cố giữ gìn sức khỏe, mẹ và các em bao giờ cũng thương yêu và lo cho con, cố giữ gìn sức khỏe. Ngày đó tóc mẹ còn đen, chỉ có ít tóc trắng, còn tôi tóc đã bạc gần phần ba đầu. Mới đó mà đã 22 năm qua rồi, chúng tôi trân trọng nâng niu quý giá từng ngày một về lại quê hương, được sống với gia đình, sống với bạn bè và những người ngày xưa là thuộc cấp của mình. Cuộc đời của người khóa đàn em tên Nguyễn Viết Hùng và gia đình. Trong dịp về thăm gia đình ngày đó, một lần trong bữa ăn với những người lính cùng đơn vị trên đường Trương Minh Ký, tôi hỏi thăm anh em có ai biết Thiếu Quý Hùng mới ra trường về tiểu đoàn mình không? Hồi tiểu đoàn đang ở chợ Đại Lộc, Quảng Nam, anh em vui vẻ thay nhau nói về người chiến binh mới này. À, em nhớ rồi, Thiếu Quý Hùng cao lớn và đẹp trai lắm. Ngày đó Thiếu Quý về đại đội 2. Hồi đó em nấu ăn cho Đại Quý Phán, đại đội trưởng đại đội 2. Tội nghiệp mới ra trường đã chết. Ông đã tự sát bằng lựu đạn với người lính của ông sau trận đánh của tiểu đoàn mình ở chúng viện non nước Sơn Trà. Em không nhớ tên người lính này. Để em hỏi mấy thằng đại đội 2 coi. À, khi nào có thì cho anh biết. Như vậy là đã quá rõ ràng những bộ hài cốt này là của ai. Kết hợp với những gì chị Nga kể vào năm 2007, tôi lại bắt đầu tìm tông tích của Hùng, thằng khóa đàn em. Tôi thầm nguyện, Hùng có linh thiêng cho anh tìm đúng đường để sau đó đưa em về với gia đình. Gần hơn một năm lần mò tìm kiếm không có kết quả. Thật là ngớ ngẩn tại sao tôi lại không bắt đầu từ con đường võ bị. Tôi biết hướng tìm này duy nhất và nhiều hy vọng nhất. Năm 2009, với những dự tính trong đầu, tôi gọi điện thoại cho Đinh Xuân Thành, khóa 28, hiện đang sống tại Atlanta, Georgia, với hội võ bị Đà Lạt. May mắn Thành có ngay đầu máy nói chuyện. Thành cho tôi hỏi, hồi ở trong trường Thành có nhớ khóa 27 có ai tên Hùng không? À, em không nhớ rõ, hình như có nhiều niên trưởng khóa 27 tên Hùng lắm. Nhưng nếu niên trưởng muốn rõ ràng hơn, em sẽ giới thiệu niên trưởng với anh Sang, đại diện khóa 28. Hiện Sang đang sống ở San Jose. Ok, cảm ơn nhiều lắm, chúc mạnh khỏe. Mấy hôm sau có được số điện thoại của Sang, tôi gọi ngay người đầu máy hỏi. À, xin lỗi, anh là ai? Có phải Sang không? Tôi là đồng văn tỉnh khóa 22 đây. Ồ, chào niên trưởng, em là Sang đây. Chúc vợ chồng em và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Cho anh hỏi chuyện này nghe. Em có nhớ trong khóa 27 có ai tên Hồng không? À có niên trưởng, có đến mấy người tên Hồng. Hồng người Huế à? Có, em biết Nguyễn Viết Hồng. Sang ơi, Sang có biết gia đình Hồng ở đâu không? Một hồi im lặng, Sang nói tiếp. Em sẽ cho niên trưởng số điện thoại của một người bạn cùng khóa với em. Người bạn ấy sẽ nói chuyện cho niên trưởng nghe vì em nghĩ người ấy biết Hồng nhiều hơn. À, cảm ơn Sang, vui vẻ nha. Và tôi nhận số điện thoại của người đàn em này, tôi đã gọi và nói chuyện với anh nhiều lần. Anh cùng khóa 28 trường võ bị quốc gia Việt Nam với Sang và Thành. Và tôi ghi nhận từ người đàn em này đang sống ở Việt Nam. Hồng tên anh là Nguyễn Viết Hồng, gia nhập vào trường võ bị khóa 27. Anh đã tử trận vào ngày 30 tháng 3 năm 75 tại Đà Nẵng. Hiện tại gia đình Hồng đang ở Vĩ Dạ. Lần giỗ đầu tiên của Hồng, anh và một số bè bạn có tới tham dự tại gia đình Hồng, và người đàn em này lại cho tôi số điện thoại để nói chuyện với thân nhân của Hồng. Tôi đã có dịp nói chuyện với người cháu gái của Hồng, cô gọi Hồng bằng cậu ruột, hiện cùng với chồng coi ngôi nhà từ đường của gia đình họ Nguyễn. Chúng tôi cũng đã có nhiều dịp chuyện trò, cô nói. Cậu Hồng là người con trai út trong gia đình có nhiều chị em gái, và một anh trai cũng đã tử trận vào năm 1968. Khi vào quân trường võ bị, cậu Hồng còn độc thân. Cậu gia nhập quân trường võ bị Đà Lạt ngày 26 tháng 12 năm 70, khóa 27. Những năm tháng này, bà ngoại còn sống với gia đình mẹ con. Con gái của bà ngoại và ngoại mất sau cậu Hồng 2 năm. Và người mẹ của cô gái coi sóc nhà từ đường cũng mất sau cụ mấy năm. Cậu Hồng đẹp trai lắm, cao lớn và trắng trẻo. Khi cười có hai cái đồng tiền trên má. Bà ngoại cháu vì buồn thương nhớ cậu con nên bà ngoại cứ ngày đêm nguyện cầu cho cậu và mong mỏi trời đất sao cho cậu đừng chết dưới nước. Vì người ta kể cho ngoại nghe về trận đánh của thủy quân lục chiến ở bãi biển Non Nước nên ngoại nghĩ cậu đã chết trên biển khi lội ra tàu. Cậu mất khi cậu mới 25 tuổi. Tôi kể cho cô nghe chuyện trận chiến ngày đó và câu chuyện của chị Liên, chị Nga đi tìm chồng cũng như chuyện của những người lính nói cho tôi nghe và tôi kết luận. Chắc chắn Hồng không chết dưới biển. Tôi cho cô biết một trong hai bộ hài cốt an táng ở Gò Cà là Hồng, Gò Cà, nhớ nghe cháu. Cậu sẽ cố tìm hỏi những người quen biết để giúp gia đình cháu tìm Hồng. Trong gia đình cô cháu cũng gọi tôi bằng cậu. Hiện tại Hồng chỉ còn một người chị cả duy nhất đang sinh sống tại miền cực nam của đất nước. Mỗi lần chị gọi tôi để hỏi thăm chị khóc sướt mướt. Năm nay chị cũng lớn tuổi lắm rồi, 66 tuổi. Chị ước mong tìm được hài cốt của Hồng để đem em về xứ sở, cho em được nằm cạnh bên mộ mẹ là chúng tôi mới yên tâm, chị bảo. Bao nhiêu năm sống xa quê, xa nhà, chúng tôi buồn lắm. Chúng tôi không hy vọng Hồng còn sống. Tôi chỉ nguyện cầu em đã về một nơi nào đó mà linh hồn nó được an vui và bình yên. Hồng mất đi, chúng tôi chỉ ước đoán như vậy là vì ngày đó nghe đơn vị của Hồng đụng trận ở Đà Nẵng. Sau đó đơn vị tan hàng, từ đó không còn nghe tin tức gì nữa. Chúng tôi nghĩ chắc Hồng đã chôn xác ngoài biển khơi. Gia đình chúng tôi vô cùng mừng và cảm ơn anh thật nhiều. Vì như vậy chúng tôi biết được chính xác về em tôi. Gia đình từ đây cũng được yên tâm vì biết chắc Hùng không bỏ xác ngoài biển khơi. Anh biết không, nếu một mình em nằm chết ngoài biển thì lạnh lắm. Chúng tôi sẽ lập đàn trai để đưa em về để nó không đói khổ và lạnh. Và lần nói chuyện hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 2 năm 2011, vợ chồng người cháu cho biết khi tôi gọi về thăm hỏi gia đình cô. Cậu ơi, buồn quá, bọn cháu đã vào Đà Nẵng hỏi thăm Gò Cà để tìm mộ cậu Hồng. Nhưng trên Gò Cà mồ mả nhiều lắm, không thể tìm ra được. Bọn cháu cũng chẳng biết hỏi ai nên đành phải trở về. Tôi nói, đây chỉ là một cái gò thôi mà. Cô bảo, vì nó nằm trên bán đảo Sơn Trà thuộc miền biển nên gọi là gò mà không gọi là đồi. Thật sự nơi này như một nghĩa trang vô cùng rộng lớn. Nó là một ngọn đồi thấp trọng mênh mông. Cậu có bao giờ tới đây chưa? Tôi trả lời, cậu chưa hề tới đó bao giờ, thì ra còn quá nhiều khi không đơn giản. Như vậy cháu chỉ còn hy vọng ngày nào cậu về thăm quê hương mới mong tìm được. Lại một cuộc tìm kiếm mơ hồ nữa, Hùng ơi. Ngày nào về lại quê xưa, một lần nữa anh sẽ cố tìm em. Ôi người đàn em tội nghiệp, đời binh nghiệp của em quá đổi ngắn ngủi, chỉ có hai ngày làm lính trận, mà phần còn lại để trở về quê cũ,
được sống bên cạnh mẹ lại vô cùng xa xôi dịu vợi. Không biết ngày đó có đến với em không? Hãy lên thiên giúp anh tìm kiếm. Hỡi người chiến binh đã chọn lấy cái chết kiêu hùng. Ngồi đây viết lại những dòng cuối của câu chuyện kể, lòng thật quá đỗi chua xót ngậm ngùi và thầm hỏi. Có ai trong cuộc sống này hơn ba lần thân xác đã vùi xuống lòng đất mà vẫn chưa được yên nơi yên chốn? Phải chăng chỉ có cuộc đời của những người chiến sĩ vô danh? Atlanta viết xong ngày 13 tháng 3 năm 2011. Tân An, Đoàn Văn Tĩnh. Xin cảm ơn các bạn.